Chị ơi, mình cứ xuống xếp ra xếp hàng đây rồi tụi em phát phiếu cho nha. Xuống hàng cuối mình tới sau mình xếp sau giùm em nha. Đứng cuối hàng có phiếu hết á. Dạ đúng rồi, có phiếu hết á. Có phiếu là được nhận cơm thôi. Hôm nay thì có chuối, thêm chuối nữa. Chuối thì được tài trợ của bác Ba Rầu. Là ở đây hàng ngày là bác Ba Rầu sẽ phụ vào cái việc phát cơm chay từ thứ hai tới thứ sáu ở tại bệnh viện phục hồi chức năng quận 8. Và thứ bảy chủ nhật đó là nhóm của chị em nhà tư tưởng sẽ phát cơm cơm mặn, thì cơm có gà rô ti, gà chiên nước mắm hoặc là thịt kho hôm qua, thịt kho củ cải. 300 phần dành cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân ở bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 nha mọi người. Điểm hàng phụ. Chào ông nha, ông ra đi lúc mấy giờ? 8 giờ. Chích 10 giờ mới nhận cơm mà ông ra 8 giờ rồi hả? 8 giờ. Vậy ông sẽ là người nhận đầu tiên luôn đúng không? Dạ. Ông đói không? Ăn ăn trước cho chuối rồi. Ông ở bệnh viện này ông nuôi người nhà hay là ông bệnh? Bà cụ bị bệnh hả? Bà ở bệnh viện lâu chưa? Cũng vô lại rồi. Dạ. Cũng nằm vừa rồi. Rồi tới rồi đó. Ăn thực hiện. Dạ. Đây đây đây, em mà nó bắn cơm. Đứng từ đi, mưa tay phát cho đứng cái hàng. Đúng rồi, xếp một hàng thôi. Xếp một hàng thôi. Cái này ba hàng rồi. Một hàng thôi. Bây giờ vậy nè. Một hàng thôi nha mọi người. Chú ơi, chú đứng xếp hàng đi chú. 300 phần xếp, không thể nào mà vô xếp hàng đi chú. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ cũng giải quyết vậy nè, mình xen vô đi, mình xen vô cắt ngang cắt ngay rồi chú đứng vô một hàng đi chú. Rồi, rồi đúng rồi, mình xen vô đi ha. Rồi. Ưu tiên người già đứng trước đây rồi. Chú Duy bữa nay thôi nha. Rồi, đó rồi cà nhắc. Đó, đứng đây đi. Mới người già chứ mới người đứng. Rồi phát cái gì phát cho chú. Đi mà không mà trở lại tiếp theo đi nữa, không phải nào. Có nghĩa là mỗi người nhận một phiếu một lần thôi. Một phiếu là được nhận một lần cơm, nếu mà mọi người nhận hai lần là xếp hàng hả? Hai lần nha. Đứng xếp hàng đi cô, xếp hàng coi. Cô đứng xuống dưới xếp hàng đi cô. 300 phần đặng không phải. Xếp hàng đi cô, xếp hàng mấy phát. Rồi chú bác. Ngày mai gặp đó chú phụ. Dạ dạ, chào chú. Rồi ngày mai gặp. Mấy cô chú đi xong mà trở lại cái hàng rồi cho tiếp theo nữa. Đó. Cũng có. Cũng có nữa. Có chưa? Có phải ấy không? Chú ra sau đi chú, đừng có chen ngang chú, người ta xếp từ sáng giờ, không phát, chen ngang không phát. Chú ra sau đứng đi chú. Đây mọi người một khâu chuẩn bị nha, đó là có canh chuối. Anh phát trái cây thôi anh. Bây giờ cứ phát canh là canh không, cho này phát chuối để hai đứa nuôi tùm lum. Đúng rồi, một người phát canh, một người phát chuối thôi. Hiểu không?
là tôi không lấy đồ ăn, tôi lấy chuối với cơm rồi. Để cho chú hai cho chuối luôn đi chị. Tại chú không có lấy đồ ăn á, cho chú hai cho chuối luôn đi. Cho chú hai trái đi. Tại chú không có ăn 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 mỡ ăn được. Dạ. Ai muốn lấy nữa quay lại chứ mà nữa là có nữa. Có chưa? Có chưa rồi. Đây chú đi cho anh này đưa từng lấy những lỡ thôi nha, bữa sau không cho vậy. Bác xếp hàng, giờ có nhận một bình canh cũng xếp hàng. Không chen được. Cái đó là bằng bên đây là phát cơm mặn, bên đây phát cơm mặn, cơm củ cải. Mọi người tranh thủ, bên kia cũng có một hàng phát cơm chay. Bên kia phát cơm chay thì mọi người cũng đang xếp hàng rất là dài. Có nhiều người thì nhận cơm mặn rồi, qua nhận thêm cơm chay nữa để được nhiều phần ăn hơn á. Nói chung bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 đây là một cái bệnh viện mà điều trị, nói chung là điều trị bệnh về bệnh nghề nghiệp, tốn rất là nhiều chi phí, nên cái việc mà để có một bữa cơm ăn như vậy thì cũng rất là khó khăn. Thank you.
Đúng rồi, nhiều người xếp hàng từ 8 giờ sáng á, nên mọi người ai đến thì cứ xếp hàng, mỗi người thì có 300 phần á. Đừng có chen ngang nha chị cô chú. Ngày mai bà chị này bà chen vậy là không cho bả nha. Người bà chú cho tôi chú. Để tôi nhớ rồi, để tôi nhớ mặt rồi. Cái hàng dài còn rất là nhiều. Bữa nay canh nhìn ngon mà chị. Canh trong biển thịt bằm. Canh rong biển thịt bằm nè. Thấy một bịch canh thịt bằm vậy nè. Đây nha anh chị cô chú, đó là canh rong biển thịt bằm nha. Thịt bằm rất là nhiều nha. Một bịch canh thịt rất là nhiều, say lắm. Từ đừng có chen, đừng có chen mọi người ơi. Mọi người đừng có chen. Bác hết cái nồi luôn rồi chị Thảo ơi. À còn nhiều người mà còn nhiều người xếp hàng mà sợ hết đồ không đủ á. Dì ơi, dì nhận một phần rồi. Vừa rồi là có một cô thì đã nhận một phần rồi. Ở đây quy định là nếu mà nhận 2-3 lần á thì nhận một lần rồi xong xếp hàng lại từ đầu sẽ nhận tiếp. Tránh tình trạng là một người nhận nhiều phần và ăn không hết thì những người sau, những người bệnh nhân sau họ xếp hàng thì họ sẽ không có. Không phải là nhóm thiện nguyện của chị em nhà tư tưởng làm khó gì nha quý anh chị cô chú. Bà đã ở đây là mấy năm trời, 2-3 năm lắm. Có mai có chú, cứ thứ bảy chủ nhật nha chú. Ta vừa coi về bác thì vừa riết thì vừa dịch nên không dám về. Riết thì lại dịch nên không dám về ở trong đây luôn. Vừa về chị cắm chuối đưa chuối dẫn rồi. Bác đi gần diễm. Bác đi gần lâu quá nó không mấy đâu. Nó không có. Tương tác.